Khi chiếc smartphone trở nên phổ biến, ai cũng có thể dễ dàng sở hữu nó, thì việc xem video clip qua mạng cũng dần phổ biến theo. Hàng loạt các video clip về đủ mọi thứ hướng dẫn, các mẹo tích cực và cả tiêu cực đã xuất hiện trên YouTube với rất nhiều thể loại và thu hút hàng triệu lượt xem của khán giả. Chạy theo trào lưu nhưng không đánh mất cá tính riêng, đó chính là điều mà các bạn trẻ chuyên làm clip hay còn gọi là các vlogger hiện nay luôn cố gắng. Bội Ngọc, một cô nàng đã truyền cảm hứng và dẫn đường cho rất nhiều bạn trẻ có cùng sở thích piano. Chính bản thân Bội Ngọc cũng đã bắt đầu việc đăng tải những video clip đàn các bài hát, dạy đàn trước khi bắt đầu dạy piano ở ngoài đời thật. Xin chào, mình là Bội Ngọc. Cách đây 5 năm thì mình có thành lập kênh YouTube về hướng dẫn piano và chơi những bài piano mình thích. Thì cái ý tưởng đầu tiên để mà mình tạo thành kênh YouTube này là nó xuất phát từ cái niềm yêu thích của mình đối với piano. Mình rất là thích chơi piano và mỗi lần mình chơi đàn mình cảm thấy rất là thoải mái. Và mình khi mà mình gặp những bạn bè, người bạn của mình á, thì không phải ai cũng biết chơi piano nhưng mà lại rất thích nghe nhạc. Và đặc biệt là ở thời đó thì những cái bài hát mà nổi tiếng thì bắt đầu có phong trào đó là chơi bằng piano cover là những cái bài hát đó. Thì mình lấy từ cái ý tưởng đó và sẵn là mình cũng có về một chút năng khiếu về piano nên là mình thực hiện những video cover đầu tiên chơi những cái bài hát nổi tiếng lại bằng giai điệu của piano. Sau một năm mình hoạt động YouTube như vậy thì bắt đầu là có một ý tưởng mới đối với mình, đó là những người xem thì họ lại thích là làm sao để mà có thể hướng dẫn cho họ chơi những cái bài hát đó. Thì lúc đó thì bởi vì Ngọc nhận rất là nhiều cái yêu cầu là hướng dẫn bài này đi, hướng dẫn bài kia đi, cho nên là từ đó mình lại thêm ý tưởng mới là mình sẽ làm video hướng dẫn chơi những cái bài hát piano đó. Ngày nay, việc học online đã ngày càng trở nên không mấy xa lạ, với nhiều bạn muốn học vừa hiệu quả mà tốn ít chi phí. Vì vậy mà đã không ít bạn trẻ tự mình truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người bằng cách làm những video clip dạy học đăng tải trên chính channel của mình. Bội Ngọc là một trong những bạn trẻ như thế. Nhìn Ngọc chia sẻ hăng say về phương pháp đàn piano và tự mày mò edit clip của mình, chúng ta mới thấy hết niềm đam mê của cô gái này với cây đàn piano. Hiện tại thì Ngọc đang thực hiện công việc chính của Ngọc đó là thực hiện những khóa học piano bằng học trực tuyến. Thế là Ngọc sẽ thiết kế những cái video hướng dẫn piano thành một cái giáo trình cụ thể, soạn những cái giáo trình qua những video hướng dẫn và làm thành một khóa học để cho những cái bạn nào mà không thể đi tới lớp học thì mình có thể bật video lên vào website và mình xem những cái video tự học đó. Bây giờ thì YouTube bắt đầu nó đã là nở rộ và rất là nhiều người lên YouTube làm những video cover, hát hò hoặc là chơi piano hay là làm vlog hay này nọ. Và đó cũng là một cái động lực làm cho mình phải luôn luôn nghĩ ra những ý tưởng mới và sáng tạo để cho kênh của mình lúc nào cũng phát triển và thu hút được nhiều người xem, cũng như là có thể truyền đạt được những cái gì thật là hữu ích cho đến mọi người. Dường như chỉ cách đời thật một cú nhấp chuột, và vì vậy giống như ở đời thật, YouTube cũng là một con dao hai lưỡi. Vậy nên chính các bạn hãy là một người theo dõi thật sáng suốt và học tập giải trí theo cách hiệu quả nhất nha.